mua ạc Lê Quân đột kích, uy tín giá rẻ tại shop mua bán ạc 365.com. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Một lần nữa lên suốt này có mọi người mới học tập và làm việc thật là hữu vị nha. Nói chung hiện tại hôm nay là bè mừng tư mai một nem nem. Giờ mình nó không phải đòi đi chơi như vậy người ta mà. Hiện tại là mình đang ở dưới Quy Nhơn. Máu xuống tới Quy Nhơn à, mà giờ mình đòi ăn kiểu chế nem. Đây là cái món ăn mà tuổi thơ dữ dội luôn á. Mấy anh em nào mà ngày xưa đi học đồ cho thôi chứ cái món ăn này thôi chứ. Ăn liên khúc chứ nữa. Đây anh em. Đấy. Để xe xới rồi đây. Ủa, chỉ còn nhiều anh em ơi. Chắc vài anh em nữa mình bắt trực tiếp. Ok anh em, hiện tại là mình đang ở biển Quy Nhơn. Gió quá anh em ơi. Không thể nào mà mình nói cái tiếng gió nó áp tiếng nói của mình luôn á. Đây, nói chung là hôm nay là 30 tháng 4 thôi chứ. Nhà chơi lỡ anh em. Chắc là đang rất là ồn. Bữa nào mình đầu tư cái mic mà đỡ cho nó gọi là âm thanh nó được hay hơn. Đây, phía chợ mình đang ăn kiểu trí đây. Đây, đó, kìa mấy đứa. Nhưng mà cũng là gọi là farm đó anh em. Ok anh em, hiện tại là vợ chồng mình mới mò vào một cái quán ăn để mà anh chơi. Tại giờ mình đang chọn món anh em. Giờ mình nó chọn mình lâu lét anh em ơi. Chọn đúng cua mẹ không có cua. Đấy, lâu lâu vợ chồng mình cũng đi ăn gọi là gì đó chứ. Càng cũng rất là bữa ăn này. À. Ừ. Anh có lẩu gì không anh? Lẩu ghẹ, ghẹ đó. Lẩu gì? À, ghẹ nó không mấy đó. Một nào là bình, như một nào đó là bình. Cái gì cũng không. Lúc nãy là mình vừa gọi cái món cánh gà chiên mắm nè. Với lại cái bốt bữa em có ăn một lần ngon lắm. Không biết là ở đây thì hiện tại đang ngồi ở gì như là gọi là gần biển là gió rất là mát luôn đúng không anh? Dạ mát anh em, ồ nữa chứ. Chứ người Việt con được ăn ngon rồi. Với lại một cái lẩu gà. Nói chung lâu lâu cũng dẫn vợ mình đi ăn này nọ bò bố. Nhưng mà ăn chút ngày lỡ thì giá thành có vẻ này rất là cao luôn. Tại vì ngày lỡ mẹ. Đây đi em, đây là cái món cá bốp mà vợ mình đã kêu ra nè. Ăn nghe Nhật. Đấy, mình đang live stream với các anh em nè. Đấy. Đấy, mình đang live stream anh em. Facebook của mình là Nguyễn Văn Lên nha. Anh em nào muốn kết bạn của mình thì kết bạn qua Facebook của mình nha, Nguyễn Văn Lên, để mà cùng trò chuyện với mình. Anh em, đây là món tráng miệng khô lồng gói gọi nhị của hai vợ chồng mình. Món gọi nặng là còn ở phía sau anh em. Mình có kêu ghẹ rồi cho vợ ăn bầu bổ cho cái thai Nhật đang mang á anh em. Không. Đây là bốn ha. Ồ, món cái chiên mắm này nhìn ngon hấp dẫn quá à. Chứ không phải như hôm bữa em làm. Ê, bữa giờ chiên mắm ngon anh em. Chiên mà cháy nhịp. Phải review món cá bốt rồi như thiệt vậy, nó mình quay cẩn thận. Đúng, xin nó coi. Giờ mình bữa giờ mình không có đi cho nó cành hành luôn rồi. Đồ, đây. Màu, cái này cũng bỏ đâu lên. Cái này, nó
là cái gì cá sạc nhỉ? Cá bóp. Cá bóp là cái gì? Cá sẽ cuốn lên như vậy. Bóp ăn rất là bổ nha. Dạ. Nhưng mà cái gì? Anh lấy sức tao nha, đừng anh lấy phần nha. Cái này không được, không có lấy. Nó bỏ quá nè, nhìn vợ mình nó cuốn mà tiện nước. Hôm nay mình uống nước ngọt không uống bia nè. Đang đeo dạ gì? Giờ uống nước lọc, giờ tiết kiệm lắm. Không phải, tại vì em không uống nước ngọt được đâu. Quen rất là đau nè. Đấy. Khai chồng mình. Đi đó. Đây nha, bây giờ mình sẽ thử ăn cái món cá bóp này ngon. Nhưng mà hôm trước mà anh dùng cái rất là ngon. Anh quay xe đây chút luôn. Đây. Anh em, mình có kêu cho vợ mình 4 con ghẹ nha. Nói chung là cũng khá là to, tầm ký nha anh em. Đấy, 4 con. Chứ hôm nay mình mà bố vợ mình mà cho nó ăn lúc ấy, dễ dễ. Nó cái nồi lẩu ấy, 4 con nó nồi lẩu. Nó nồi lẩu anh em, đây, lẩu đây nè. Đấy. Rồi đấy. Cái nồi lẩu này, ghẹ này giá gì cũng bình thường anh em ơi, cũng chỉ ta 500 mấy thôi, nhưng ngày lỡ tăng thêm 100-200 nữa. Bây giờ mình đang ghép ra này nè em. Cháu quá. Tụi ghép ra dĩa sạch. Ok anh em, giờ ghẹ cũng nguội rồi, bây giờ mình sẽ bóc ghẹ cho vợ ăn nha.
cho anh em coi gồm giờ mình ăn như cái núi này. Nó chất gì mà như cái núi vậy. Sao lâu giờ anh đã ăn em? Trong lâu quá đầu mình cũng chưa dẫn vợ mình đi ăn cái gì là hai sáng hôm nay dẫn vợ mình ăn hai sáng rồi chơi. Ai chủ vợ mình nãy giờ mình rút cho anh ăn không anh em? Cánh gà chân mắm còn bị quên. Nói chung là vợ chồng mình mới ăn xem anh em ơi, cùi cháo quá, nó ù luôn á. Thử. Kìa có cả lộ anh em ơi, mình quay phim nó tới nó quýt nữa. Nãy mình đang ở quán rường nha, quán rường à, nói chung là cho nó mát xíu. Lâu quá rồi. Ok anh em, nãy nói chung là có một cái vụ quýt lộn rất là cơ tốt. Vợ mình là người chứng kiến. Xem cảm xúc về đây coi. Cảm xúc em lúc mà thấy người ta quýt lộn vào. Sợ. Sợ. Gơ lấy mình em quýt lộn gì phim kiểu gì vậy. Nãy mình tính quay lại mà sợ mình đăng lên YouTube nó bị cộng đồng á, mình đâu quay đâu. Sợ bị cộng đồng. À. Sợ nó quýt gơ lấy mình em, nó quýt chưa thấy. Trên con đường đi về nha mấy bạn.